đi qua đây tiện đường cô qua đây đón cô với quà và dứa đấy dạ cô chị cháu cháu xin cháu mời cô luôn nọ cháu ốm giờ thì đỡ khỏi chưa dạ cảm ơn cô cháu khỏi rồi đâu cô cũng đi qua cháu vậy là cháu làm gì cháu không ăn gì đâu của cháu cũng trồng tôm cháu có ở đây à vâng cô thấy nhà cháu cũng hỏng hết rồi ấy nhà cháu nát hết rồi mưa lớn nhà cháu cũng ở gần suối đấy cháu có dự định di chuyển nhà đi chỗ khác không cháu có mà cháu có gì mà cháu làm thì cô sẽ giúp cháu cô cũng thấy có cái máy cuốc đang trên sửa đường ấy mà cháu làm thì mai cô bảo máy cuốc xuống là hộ cháu cuốc cái nền nhà cháu dự định làm thế nào nhà cháu dự định làm sau cái trường gà rồi cháu tí cháu đưa cô đi xem vâng thế bây giờ cháu dẫn cô đi xem nhé vâng cô cháu đi đó đây cô ạ, cháu dự định cuốc ở đây. Cái này đất của nhà cháu hết à? Vâng, cái này cứ làm cháu một phát trồng kia. Đây thì cháu cuốc đi. Chỗ này đất đẹp đấy cháu ạ. Mai em cô bảo mình cuốc rộng ra cho cháu làm nhà, làm vườn, làm cây cảnh. Sáng mai cô gọi máy về cuốc cô cháu mình về á vâng cháu nghỉ nhé vâng cháu cô về mai cô gọi máy vào cuốc